bán cây hoa tóc tiên nha bạn nha. Nhà mình có cái combo 10 cây hoa tóc tiên, 5 cây màu hồng và 5 cây màu trắng. Đây là cây bông hoa tóc tiên của nó. Các bạn có nhu cầu muốn mua các cây hoa tóc tiên rất là đẹp như này ạ, cái combo này, thì các bạn có thể đặt hàng tại website nhà mình là www.hulatrees.com nhé. Hoặc nữa là các bạn có thể đặt hàng tại 4 cái trang thương mại điện tử là Lazada, Shopee, Tiki và Sendỏ. Các cái trang thương mại điện tử thì người ta hay chạy các cái chương trình khuyến mãi giảm giá lắm ạ. Hiện giờ thì nhà mình cũng đang có cái chương trình là có cái voucher là giảm 20-30%. Thì các bạn có thể tận dụng những cái chương trình khuyến mại của các cái gian hàng thương mại điện tử Lazada, Shopee, Tiki và Sendỏ để đặt mua những cái combo, những cái cây hoa như này nhé. Ngoài cái cây hoa tóc tiên thì nhà mình còn có cả là cái cây tóc tiên không hoa nữa. Và rất nhiều các loại cây, loại hoa khác thì các bạn có thể vào cái gian hàng nhà mình ạ. Tên gian hàng là Nhà Vườn Hula Trees để tìm hiểu xem cái loại cây, loại hoa nào mà mình yêu thích để đặt mua bạn nhé. Các bạn yêu cây, yêu hoa, muốn trồng và chăm những cái cây hoa cho nó thật đẹp thì các bạn có thể đăng ký kênh nhà mình, kênh YouTube là Hula Trees, để đón xem các cái chia sẻ của nhà vườn về cách trồng, chăm sóc từng loại cây, loại hoa. Hoặc là khi có những cái loại cây, loại hoa mới, lạ, đặc sắc thì nhà mình sẽ giới thiệu trên cái kênh đó. Thì các bạn có thể xem và có thể đặt mua hàng ạ. Cảm ơn các bạn nha. Cây tóc tiên thì nhà mình có nhiều lắm ạ. Nó cứ hết đợt nọ có hoa để đến đợt kia thôi. Các bạn có nhu cầu thì ủng hộ giúp nhà mình nha.